Yo, xin chào mọi người đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Anh em ơi, có lẽ rằng ở thời điểm hiện tại khi mà nói về cờ quạt á, thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến cái con Pao, cái con rồng con vừa mới được ra mắt đúng không ạ? Nhưng mà anh em hãy lưu ý rằng Mỡ làm cái video clip này thì phải chia sẻ thật với anh em là không phải về Pao, mà là về một trong số những cái con chỉ huy cũ mà được búp đến mức có thể gọi nó là thánh hách vàng ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta phải bỏ ra một số lượng máu để mà có thể đổi được một cái số lượng vàng nó to tố thằng ăn mày luôn anh em ơi. Đó chính là cái con chỉ huy Remy. Đó là sau mỗi 3 lượt nha, thì chúng ta sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 3 cho đến 7 vàng anh em ạ. Và cái khả năng hách vàng của nó như thế nào thì ở trong cái trận đấu cờ này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Let's go. Ok, hơi dần chút xíu nhưng mà chúng ta đã vào được đến cái bàn cờ của chúng ta rồi. Như anh em đang thấy đúng không ạ? Không vàng này. Đây, để Mỡ xếp cờ một chút xíu nha. Yutora lấy hai viên này. Không vàng nha. Mỡ dùng điểm tài năng của chỉ huy Remy này. Click chiu. 6 vàng anh em ạ. Một cái click 6 vàng. Và Mỡ chỉ bỏ ra đó là 3 máu của mình. À đâu, đây chính xác là 7 máu. 7 máu của mình để mà đổi lấy 7 vàng. À, để đổi lấy 6 vàng. Sao ở đây Mỡ nhìn lại là 3 máu để đổi lấy nhỉ? Hay là nó là từ 3 đến 7 máu ngẫu nhiên? Cái này là Mỡ nhầm hoặc là Mỡ tí nữa phải check lại, bởi vì Mỡ thấy được rằng là cái con Remy này nó có rất nhiều máu. À quên mất, nó có rất nhiều vàng, cho nên có lẽ rằng là Mỡ đã bỏ qua phần dịch thuật. Nhưng mà cái mục đích của Mỡ sử dụng cái vị tướng Remy ở trong cái trận đấu này đó là cho anh em thấy được cái khả năng hack vàng cực kỳ kinh khủng khiếp của cái con này. Và thêm một cái nữa ý, đó là cái con Remy này nó sẽ giải quyết cho chúng ta một trường hợp là cho dù chúng ta không cần thua và chúng ta không muốn thua ấy, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể gọi là mất máu để mà có những cái slot thấp hơn để mà tranh cái hộp vận mệnh. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không bị mất máu quá nhiều và chúng ta dễ dàng đến hơn được cái hộp vận mệnh anh em ha. Và bên cạnh đó chúng ta còn có vàng nữa. Sau mỗi 3 lượt thì chúng ta sẽ được một lần bán máu như vậy để mà chúng ta có được rất nhiều vàng. Và vàng ở đây có được là hên xui anh em nha. Và theo như Mỡ khá là chắc ý, thì chúng ta sẽ có được tối thiểu là 3 vàng và tối đa hình như là 7 vàng anh em ạ. Tôi vừa xong là Mỡ đã được cho anh em đó là 6 vàng gần mắc rồi anh em. Một cái khởi đầu có thể đó là khá tuyệt vời đúng không ạ? Đó, tôi này xong là Mỡ có 10 vàng này. Và ở trong cái lượt đầu tiên thì Mỡ đã kịp up được cái vị tướng Yutora level 2. Đây là một trong những cái con pháp sư ở giai đoạn đầu game rất là mạnh. Nó chỉ cần một giật xét thôi ý, thì chắc chắn là một cái chất tường team bạn là gần bay màu luôn anh em ơi. Ở trong cái trận cờ này hình như là không có ai build đấu sĩ với cả xạ thủ, cho nên là Mỡ sẽ build tạm anh em nha. Ok, chắc là Mỡ sẽ lấy Veil về này. Lấy... để xem nào. Tầm này Mỡ không lấy carry ấy. À thôi cứ lấy tạm đi, lấy Veil về này. Bởi vì carry tầm này 3 vàng. Carry thì sau này ra nhiều. Mỡ đã build bộ dạ thủ thì có lẽ Mỡ sẽ đang hướng đến Mia. Nhưng mà Mia tầm này không biết là có bị tranh nhiều không. Lúc nãy Mỡ bấm là không có nhiều người tranh đâu. Đó, tầm này chúng ta sẽ có 3 cái con 2 vàng này. Có thể nói là khá là chắc tầm này Mỡ sẽ thắng. Đó, nó còn búp cho Mia nữa thì tuyệt vời. Tầm này khá là chắc là sẽ thắng. Bởi vì tầm này team bạn mới chỉ là tướng 1 đến 2 vàng thôi. Còn thì Mỡ đã có 3 cái con tướng 2 vàng. À 2 sao, Mỡ hay nhầm 2 sao rồi. Đây nha, và tên này chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bấm này. Để xem rằng là cái con Remy này nó sẽ đổi cho chúng ta bao nhiêu máu và tương ứng với đó là bao nhiêu vàng anh em nha. Đó, anh em thấy cái điểm tài năng nó sắp hồi rồi này. Ok. Nào, hết giờ nhanh nào. Vẫn đó là... Đây rồi, ok. Ok, cộng thêm 8 vàng. Như vậy là Mỡ có 20 vàng tên này rồi. Ui, anh em thấy hack vàng nhiều không ạ? Xem nào. 20 vàng à? Rồi, từ tớ lại chả có gì mua. Remy nào, Remy đâu? 93 mà trừ đi còn 86, tức là mất 7 máu. 7 máu, đúng không ạ? 7 máu. À ok, tức là hình như là mất cố định 7 máu. Lát nữa Mỡ sẽ xem một lần nữa để mà xem mất cố định đúng không ạ? 7 máu để mà đổi lấy thêm từ 3 đến 7 vàng. Và turn đầu tiên Mỡ đổi được 6 vàng, turn thứ 2 Mỡ đổi được 5 vàng. Như vậy là lời vãi cả linh hồn rồi anh em. Cá nhân Mỡ cho rằng nó là lời. Bên cạnh đó là giúp Mỡ phần nào có được cái lượng máu là 86 để mà lát nữa tranh chấp cái cờ ở trong cái hộp vận mệnh nha. Team này là team gì ta? Team này là team sát thủ với cả tinh linh à? Có con Lolita cứng thế. Mỡ không nghĩ là ăn được Mỡ anh em ạ. Mỡ không nghĩ là ăn được Mỡ đâu. Bởi vì là cái con tử long nó còn từng kia máu cơ mà. Dự khiên của Lolita là vô dụng trước một cái con trai của dòng thần. Chào khá là đau. Và Mỡ có được cho mình cái chiến thắng tiếp theo. Và để xem nào. Ô, không có ai build xạ thủ luôn. Có lẽ rằng khởi điểm build xạ thủ là một cái quyết định nó khá là hợp lý với Mỡ anh em ạ. Ui, chiến dư berserker với cả cái móng vuốt Haas kìa. Lấy được một trong hai kia là melee luôn. Hợp lý. Tầm này thì có ai lấy xạ thủ đâu mà lấy đồ ta. Ui. Thôi lấy cái mũ này cũng được. Mũ vệ thần bầu trời cũng ngon. Nó giống như là cái mũ vệ thần bầu trời này này.
về cơ bản chúng ta có thể coi như nó là một cái điểm tài năng, một cái của cái bảng đấu sĩ, giống như kiểu con nào cầm cái đấy nó giống đấu sĩ luôn anh em ạ. Đó, à ngon Mia 2. À, lấy Veil về, lấy Moscow về, tầm này Ron nha. Ron, có khi Ron để đi tìm tìm mấy anh em ạ. Ron tìm Mia 3. Đúng rồi, chính xác rồi. Ron này, Ron này. À, lấy về này, lấy về này. Ron này, Ron này, Mia lấy về này. Ron này. À, Ron tiếp này, Ron tiếp này, Mia lấy tiếp về này, Tử Long lấy tiếp về này, Ron tiếp này. Ui anh em thấy đã không ạ? Nhưng mà có một cái vấn đề là 30+ vàng Ron như vậy thực sự mà nói là không hề hên chút xíu nào cả anh em ạ. Mỡ chả thấy hên tí nào cả anh em ơi. Khi mà Mia 3 thì không thấy. Đáng nhẽ ra anh em thấy mỡ xui không ạ? Mỡ còn cố bán tướng đi để mà Ron thêm. Để cho anh em thấy được rằng là rất nhiều vàng đến từ con chỉ huy Remy. Nhưng mà cái phải bán carry đi thôi. Ron tiếp này. Nhưng mà đấy mà tiếp về này. Nhưng mà có một cái vấn đề là xui thì có vàng đến mấy chúng ta cũng không tranh được. Nhưng mà hình như có vẻ như là trong trận đấu này thì Mia bị tranh mất rồi. Một cái lựa chọn có thể nói là mang tính chất gọi là khoe vàng, thể hiện nhà mình có nhiều tiền của mỡ. Có lẽ rằng là mỡ sẽ phải bỏ Veil và Yutora ra để mà kích bộ đấu sĩ thôi anh em ơi. Bởi vì có lẽ rằng là hai cái vị tướng ở cái bộ phù thủy này nó đã hết giá trị lợi dụng rồi. Ở bên cạnh đó thì hai cái vị tướng này nó sẽ không giúp cho chúng ta có đủ slot cờ để kích được đấu sĩ và quỷ tộc. Cho nên là mỡ sẽ bán hai con tướng này đi nha. Chúng ta... À, có một thanh niên lên bộ xạ thủ. Ồ, hỏi sao bị tranh cờ. Thật ra ấy, thì trước khi mà anh em chơi Hyper Roll ý, thì anh em nên để ý xem đối phương có cờ gì để mà chúng ta Hyper Roll nha. Nhưng mà cũng khó. Cái turn vừa xong là cái turn mà bắt buộc mỡ phải tiết kiệm từng giây từng phút để mà mỡ Hyper Roll. Nói chung là cũng đánh đổi cả thôi. Kiểu trong lúc chúng ta Hyper Roll thì chúng ta sẽ không có thời gian để check xem cờ của tướng địch như nào cả. Đó, cho nên là cũng khó anh em ạ, cũng khó. Rồi, mỡ sẽ bán Tử Long đi để lấy lợi tức 20 vàng nha. Không cần Tử Long lắm là gì đâu anh em ạ. À, tầm này là có 33 vàng, ngon. Lấy Argus về, lấy Freya về, mỡ sẽ... Ủa, 3 vàng à? Không, ok là lắm. Alo? Cái tân vừa xong là có phải 3 vàng không nhỉ? Tân vừa xong là phải 4 đến 5 vàng đúng không anh em? Bởi vì mỡ còn mua Freya về rồi mà. Mỡ sẽ bán Ron này, lấy Mia này. Ủa, ngon này, Ron tiếp xem ra gì không nhỉ? Tử Long à? Lấy Wanwan và Carrier về nha. Cho nó tròn chẵn 20 vàng. Có lẽ rằng là tân sau thì mỡ sẽ bán cái vị tướng... Mỡ sẽ bán cái con Mertis đi. Mỡ đang định là bán Mertis đi để mà đưa Freya vào. Gậy nhì lấy về này. Đưa Freya vào. Bởi vì nếu như mà ra Freya sớm ý, thì chỉ cần Freya 2 thôi là chúng ta có thể mơ đến một cái viễn cảnh, đó là đắp cái ngọc xạ thủ vào để mà biến Freya thành một cái con xạ thủ. Kiểu như vậy. Mia lấy về này. Như nào ta? Tầm này up slot không ta? Không. Tầm này up slot thì roll ra Mia hơi khó anh em ạ. Bởi vì tỷ lệ ra phần trăm của Mia nó thấp lắm. Đang 35% ra Mia này. Lấy Bruno về này. Roll này. Roll tiếp này. Argus lên 2 này. Ngon. Có nên nào cho Tử Long cơ hội không nhỉ? Hay là cứ lấy về nhỉ? Cứ lấy Tử Long về đi. Roll tiếp này. Không ra cái gì rồi. Bởi vì Tử Long trông này sắp lên 3 rồi anh em. 6 con Tử Long rồi này. Đó. Với cả lấy Tử Long đi cho team bạn đỡ tranh. Rồi ok. Mỡ vẫn muốn ở trong cái trận đấu này thì mỡ hơi cố chấp một chút xíu. Mỡ vẫn muốn roll thêm từ 1 đến 2 lần nữa bởi vì vàng chúng ta có nhiều mà anh em. Đó, từ đầu game giờ máu mỡ mất là có phải do mỡ bị lọt đâu. Mỡ mất là do kiểu mỡ đổi tình lấy tiền ạ, à, đổi máu lấy tiền ấy chứ. Đó, cho nên là tầm này vàng của chúng ta vẫn đang dư giả thì tội gì chúng ta không roll thêm 1 2 lần nữa. Roll thử này. Ok. Thôi chắc là nốt tầm này thôi anh em ạ, không ra thôi không chơi nữa. Wanwan lấy về này, roll này. Mỡ đã bảo với anh em rồi. Đôi khi là chúng ta phải lấy lỗ làm lãi. Đôi khi chúng ta thì liều mới phải ăn nhiều. Liều không liều làm sao được nhiều anh em. Tầm này nó còn bonus thêm cho con Mia kìa. Thôi up slot đi. Đưa Bruno vào, kích bộ xạ thủ. Rồi lát nữa chúng ta thắng được cái turn này á là chúng ta sẽ được 20 vàng full lợi tức đúng không ạ? Thì khi mà trong cái giai đoạn gọi là gần chuyển sang turn mới, chúng ta lại mua con Carrier vào. Thế là chúng ta vẫn giữ được lợi tức 20 vàng, hợp lý không ạ? Tầm này thì mỡ nghĩ rằng cái bộ cờ này ở thời điểm này của mỡ là vô địch rồi. Ít có cái bộ cờ nào của team bạn ở thời điểm hiện tại ăn được cái bộ cờ này lắm anh em ạ. Bởi vì là ba đấu sĩ, ba xạ thủ với cả hai quỷ tộc. Đây là cái bộ cờ vừa cho đam với cả cho khả năng hút máu. Đặc biệt là cái con Mia này nó có khả năng hồi máu đến từ cái mũ vệ thần bầu trời nữa. Nó khác bò lắm anh em. Và 20 vàng lợi tức sẽ là lấy Carrier về nha. Từ từ chúng ta phải chờ cái thông báo rằng là cái turn này hết và chúng ta nhận được từng này vàng hiện lên đã. Thì lúc đấy chúng ta bắt đầu mới mua cờ. Đó, tổng vàng 13 rồi. Ok, mua về này. 17 cộng 13 là bằng 30. Và chính xác rồi. Anh em thấy không ạ? Ok, vẫn sẽ bán máu nha. Ê, được 3 vàng này. Mê.
79. Đúng rồi, mất 7 máu để đổi lấy 3 vàng hơi xui. Thôi mỡ sẽ bán đi những cái con như kiểu là One One, bởi vì mỡ không thích One One lắm. Mặc dù là đáng nhẽ ra để One One là nó vừa với cả 6 con xạ thủ đấy, nhưng mà nói thật với anh em là sau này mỡ đang cân nhắc đến một cái viễn tưởng khác là lấy con xạ thủ khác, chứ mỡ không thích One One lắm anh em ạ. Bởi vì là sao anh em biết đâu, One One đam của nó hơi bé, One One là phải đi với bộ long tộc nó mới khỏe cơ. One One thì mỡ đánh giá là nó hơi củi, mỡ cho rằng là như thế. Team này team gì ta? Team này là team sát thủ à? Uầy, sát thủ giết kiểu gì con Mia? Má, con Mia nó cầm cái mũ vệ thần bầu trời, xong rồi nó có cho mình cái bảng ngọc đấu sĩ, nó cứng vãi cả linh hồn, thật sự với anh em luôn. Đó, nhiều anh em bảo là nhiều khi trong trường hợp chúng ta chơi chất tướng đam mà chúng ta toàn ra đồ đỡ đòn thì chúng ta nên lấy cái gì? Thì mũ vệ thần bầu trời sẽ là một trong những cái lựa chọn để anh em cân nhắc nha. Ok, up slot này vẫn được hưởng lợi tức 20 vàng, anh em thấy hay không ạ? Đó, cái việc đây là ôi, hai cung xạ thủ. Thôi các ông ơi, tôi biết là ở thời điểm hiện tại làm gì có ông nào chơi xạ thủ đâu. Đúng rồi, lấy cái khác. Đúng rồi, lấy ngọc long tộc đi để lấy cái gì đây? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây rồi, đây rồi, ngọc xạ thủ. Ôi, tôi slot cuối ạ. Đây, 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 đây. Úi xồi ôi. Khi mà trong một trận đấu không ai lấy ngọc cả. Và rồi ôi, đã Freya ngọc xạ thủ rồi anh em ơi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Yellow, yellow, yellow. Rồi ôi, như thế lại càng khẳng định với anh em rằng là bán con One One ở trường hợp vừa xong là cực kỳ hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ cần up thêm một slot nữa thôi lên level 8 để mà kích được, đó là cái bộ xạ thủ anh em nha. Ok, ok, ok. Rồi, 29 vàng này. Để xem nào. Tầm này thì có lẽ rằng là bộ này mỡ không nghĩ là mỡ thua đâu anh em ạ. Chả hiểu thua kiểu gì. Đây là bao nhiêu cái gì đây? Pháp sư với cả sa mạc à? Tầm này sao ăn được mỡ? Pháp sư sa mạc mà không có Aurora thì nói thật với anh em là chưa đủ tuổi để ăn được mỡ. Căn bản cái bộ sa mạc, căn bản cái bộ pháp sư ấy là sợ nhất cái con Aurora, bởi vì nó thả băng. Anh em ạ, nó thả băng thì nó gây sát thương và nó đóng băng toàn bộ đội hình. Nhưng mà có một cái vấn đề là không có Aurora thì chơi cái gì, làm sao mà chơi được. Cho nên là team bạn thua là cũng đúng thôi. Cái tầm này là đang cân nhắc giữa cái việc gọi là có nên tiết kiệm vàng để turn sau gọi là up slot không nhỉ? Chắc là như vậy đi. Bởi vì thôi, roll ra Freya thì về cơ bản sớm hay muộn nó cũng sẽ ra thôi. Mỡ chỉ cần Freya level 2 thôi. Mỡ chỉ cần Freya level 2 thôi. Có nên roll không nhỉ? Roll thử đi. Roll thêm cái nữa này. Freya lấy về này. Roll thêm đi. Carrier lấy về này thôi. Không roll nữa nha, không roll nữa nha, không roll nữa nha. Bởi vì tên sau là tên quái rồi. Tên sau là tên quái rồi. Ui, ông nào 54 lực chiến đây. Bộ này là bộ ui 6 sát thủ, 3 tinh linh, 2 đỡ đòn với cả 2 đế chế. Kinh á, kinh á, kinh á. Không biết là có ăn được xạ thủ của mỡ không thôi, mỡ nghĩ là không. Ở thời điểm hiện tại là có thể team bạn là ăn được rồi. Bởi vì là mỡ chưa có 6 xạ thủ, nhưng mà vấn đề là khi mà có 6 rồi thì câu chuyện nó sẽ khác. Ui. Saber 3 sao ạ? Kinh thế. Ui. Mẹ mình bắn con Saber xong rồi nó hồi ma nào chém mình này. Vãi cả linh hồn, thế này thì bố của mũ vệ thần bầu trời cũng chả hồi được máu anh em ạ. Tên này toang rồi. Đây toang rồi, thôi nhớ cho team bạn thắng tên này thôi. Tên này là sai rồi. Tên này là kiểu cái con Saber nó chém như thế đã là sai rồi. Mẹ để con Saber nó chém nó hồi mana như này sao chơi. Ủa Saber này không có pha lê mà cũng hồi mana nhanh nhỉ. Ok ok. Rồi để xem nào. Up slot nha, up slot nha, up slot nha. Ok Freya 2 lấy về này. Đó, tầm này up slot để mà thật ra là tên sau up slot vẫn là nên, nhưng mà thôi. Up slot tên này để mà ra cờ ngon hơn anh em ạ. Mỡ thì mỡ thích xếp chung. Mỡ thì kiểu tư duy chơi cờ của mỡ chưa thực sự được hay anh em. Đó cho nên là mỡ sẽ từ từ mỡ sẽ đưa đồ cho Freya cái này. Mỡ thì tư duy chơi cờ của mỡ chưa hay cho nên là mỡ thường sẽ xếp chung. Nhưng mà những cái người chơi khác, những cái người chơi có đẳng cấp cao, người ta chơi cờ ấy thì người ta sẽ xếp giãn hết cả da anh em hiểu không? Người ta sẽ xếp giãn hết cả da và người ta sẽ xếp tránh cờ, mà không. Mỡ chơi theo cái kiểu xôi thịt. Mỡ chơi theo cái kiểu nhân phẩm. Đó cho nên là về cơ bản trình độ của mỡ nó vẫn còn kém anh em nhá. Cái gì đây? Đang kết nối lại, xin chờ một lát. Cái này thì mỡ gặp khá nhiều khi mà mỡ chơi giả lập cho nên là nó hơi khó chịu tí, không sao đâu anh em nha. Đấy thiết bị nhân bản này, ui gươm tuyệt vọng chắc chắn là như vậy rồi. Một trong những cái trang bị câu mà cực kỳ cần thiết, và có lẽ rằng là mỡ sẽ đưa phần chấn này cho Mia cầm nha. Ok, sau đó là mỡ sẽ đưa cái gươm tuyệt vọng cho cái cô nàng Freya này. Tầm này Freya nói thật với anh em là bá đạo rồi. Tầm này Freya cái chuyện nó quạt lên được gần 10.000 máu, nó cái chuyện quá là bình thường như cân đường hộp sữa luôn. Tầm này là nên tầm này nên roll. Nhưng mà cái bộ cờ này thì hơi khó. Mỡ đang muốn kích thêm cả cái con quỷ tộc nữa anh em ạ. Nhưng mà tầm cờ này là hơi khó. Không biết là kích quỷ tộc kiểu gì đây. Đang cân nhắc tầm này ra thêm một cái slot. Slot theo cái kiểu slot ra. Kiểu lấy thêm được một slot ấy.
rồi thì hoặc là có thêm một cái ngọc xạ thủ nữa thì mới kích được quỷ tộc đó, anh em hiểu không? Quỷ tộc 4 ý, chứ không phải quỷ tộc 2 đâu. Còn thì cái team này thì ui kinh nhở, full toàn level 3 này, hình như toàn sa mạc cả rắc đấu hay sao ấy, nhưng mà không ăn được mỡ rồi. Tầm này gặp con Freya 2 với cả gặp con Mia 3, tầm này nó bắn cho lủng hết cả đội hình luôn anh em. Đấy là chưa kể con Carrier nó còn có đam nha, nó còn có đam nha. Tầm này có lẽ rằng là mỡ sẽ tiết kiệm vàng, mỡ sẽ tiết kiệm vàng. À, với cả mỡ chưa kích phương Bắc. Hỏi sao thầy thiếu thiếu, lâu rồi không build cái bộ xạ thủ chưa kích phương Bắc. Đây rồi, Aurora đây rồi. Thế thì, ui, Franco đây rồi, ok là đưa Franco thay cho Tử Long nha. Thôi bán Tử Long đi anh em ạ, tầm này Tử Long hết vai trò rồi. Tầm này sẽ phải up slot để mà đưa Aurora vào, để mà kích phương Bắc. Bây giờ cái bộ phương Bắc này ấy, nó mất con Popo và Koopa rồi anh em ơi. Nó chỉ còn có 3 con, đó là Freya, đó là Utora và đó là con Franco thôi. Đây là một cái động thái nớp gián tiếp anh em nha, nớp gián tiếp ạ. Đến từ cái bộ phương Bắc này khiến cho cái con Freya xạ thủ nó trở nên khó build hơn. Khó build hơn chút xíu anh em ạ, cũng phải đánh đổi thôi anh em. Ui. Mẹ không ổn rồi, anh em biết tại sao turn này toang không? Là bởi vì không có bộ phương Bắc. Cái con Freya nó không gồng lên được. Mẹ đang xanh chín, đang sấp mặt lợn rồi anh em. Nhưng mà không sao, không sao. Mỡ nghĩ là tuần sau mỡ đưa cái con Aurora vào câu chuyện nó sẽ khác. Bởi vì Freya nó không gồng lên được thôi. Freya nó gồng lên được thì nó lại là câu chuyện khác anh em ạ. Khá chắc kiểu là thanh niên Barber này đang hí hửng. Không hí hửng được lâu rồi anh em ơi. Thằng mỡ nó tính cả rồi. Tuần này là mỡ sẽ đổi máu lấy tiền này. Đổi máu lấy tiền này. Đó, lấy được tiền này. Roll này. Đưa Aurora vào này. Để lên đầu luôn. Aurora vào phát nó thả băng luôn anh em ạ. Đó, xếp lại cờ tí nha. Đó, con tầm này là cho con này nó xuống kéo. Roll này. Để xem nào. Không, tầm này mỡ không cần E-Retail đâu anh em ạ. Định đưa E-Retail xong rồi tính đến Ngọc Tinh Linh nhưng mà thôi. Hơi xa. Tầm này không cần cái gì hết anh em ạ. Tầm này là ok la rồi. Kéo này. Rồi, chết thẳng ngay. Đó là cái vị tướng Aurora team bạn mà không kịp thả băng anh em ạ. Úi xồi ôi. Rồi, một thanh niên ngáng đường. Thanh niên này hình như là cũng build bộ phương Bắc anh em ạ. Rồi, một thanh niên ngáng đường. Bây giờ chúng ta còn sau turn này thì mỡ nghĩ rằng là sẽ còn 5 người hoặc là 4 người. Tùy theo việc cái cặp cuối kia, cái ông một máu kia còn sinh tồn kìa. Ui, bố kia một máu anh em ạ. Tỷ lệ sinh tồn gọi là kinh thật sự luôn anh em ạ. Tầm này thì không biết là mỡ có roll được ra cái thôi toang ông một máu rồi. toang. Tầm này mỡ không biết là mỡ có đổi máu lấy vàng được không? Đổi 7 máu à, không đổi được. Min là 7 máu, 8 máu mới đổi được anh em ạ. Rồi và up slot đây. Chúng ta sẽ tạm thời dừng cái lại và chúng ta có được slot đồ đây rồi. Khi mà có slot đồ này thì cái viễn cảnh có 4 con quỷ tộc chắc hẳn nó chẳng còn gì là xa xăm nữa đâu anh em ơi. Clot level 2 rồi, nãy giờ mỡ bỏ clot hơi nhiều. Nếu anh em nào có thể xem cờ của mỡ nãy giờ mỡ bỏ clot hơi nhiều. À có nên up nhỉ? Thôi đưa con này vào đã này, tầm này up yếc cái gì. Hoặc là tí roll 7 vàng roll thì bây giờ phải roll hên lắm thì mới ra được con tha mớt anh em ạ. Bây giờ phải đi tìm tha mớt. Bây giờ vẫn phải cần có ngọc xạ thủ anh em ạ. Tha mớt này. Ngon, thế thì bớ tha mớt vào thôi. Bây giờ vẫn phải có ngọc xạ thủ để mà kích được cái bộ quỷ tộc anh em ạ. Nhưng mà lo gì anh em, có Freya nó gánh rồi. Úi xổ ôi. Tầm này nói thật với anh em thì cái bộ pháp sư thì cũng phải cân nhắc nha. Khi mà gặp một cái con Freya có thể nói là full đồ. Con Freya này chính ra nó cầm cái chiến dự Berserker, cá nhân mỡ nghĩ rằng nó còn bá hơn. Nhưng mà cái lượng đam đến từ cái gương tuyệt vọng này thì cho con Freya cái khả năng dồn đam nó đều hơn. Đó, là win rồi. Thế là win luôn rồi. Chưa kịp tính đến bi bộ quỷ tộc mà. Ui rồi, dăm ba thiên nhân ba bớ. Win luôn chưa ạ? Đâu, chưa. Chưa, hai thanh niên này mới là đang vả nhau thôi anh em ơi. Mới là đang vả nhau thôi. Hai thanh niên này vẫn còn đang hấp hối máu. Ok là nhưng mà có lẽ rằng là cái turn này mỡ nghĩ rằng là mỡ sẽ không build được lên 4 quỷ tộc nữa rồi. Bởi vì như anh em có thể thấy đúng không ạ? Chỉ với một cái ngọc. Ê, từ từ mỡ sẽ bán con này đi nhỉ? Nên bán đâu? Chả biết bán cái gì anh em ạ. Khó ghê ạ. Chả biết bán cái gì. Nhưng mà anh em có thể thấy đúng không ạ? Chỉ với một viên ngọc xạ thủ thì có lẽ rằng chúng ta sẽ rất khó để mà chúng ta có thể mơ về một cái team bao gồm 6 xạ thủ, 3 đấu sĩ, 4 quỷ tộc với cả 3 phương bắc. Khó lắm anh em ạ. Build như thế là bắt buộc phải cần đến 2 viên ngọc cơ.
hai viên ngọc xạ thủ thì may ra mới build được một cái dream team như vậy. Và có lẽ rằng là thôi không cần đâu, thanh niên Barabur này lúc nãy hành mỡ, nói thật với anh em, nó chỉ hành được cái team xạ thủ khi mà cái con Freya nó chưa gồng lên thôi. Còn thì khi mà nó đã gồng lên được rồi á thì Barabur nằm xuống. Mà sẽ xem cái cặp đấu này à, thôi sao. Và có lẽ rằng là win rồi anh em. Đó, trên đây là mỡ đã mang đến cho anh em, không phải là Pao, đó chính là Remy, một trong những cái con chỉ huy có từ rất lâu đời của Mobile Legends Magic Chess. Để anh em thấy được rằng là cái con Remy Peter Hu này, với cái điểm tài năng gọi là đổi máu lấy tiền này, nó giúp cho anh em hack vàng được kinh khủng đến mức nào. Và ở thời điểm hiện tại thì mỡ cũng mới chơi lại cờ thôi anh em ạ. Mỡ đang rank sử thi cộng đến 80 điểm ạ. Vãi cả linh hồn, nhảy cấp mắc ping luôn. Và để mỡ xem được rằng là cái từ từ nha, để mỡ sang để xem nào. Đó, tầm này là chúng ta không bị tranh quá nhiều này, cho nên chúng ta mới build được cái bộ 6 xạ thủ này. Đó, để mở sang phần dữ liệu này. Anh em thấy không ạ? Kết quả là 16-2, thắng 16 và chỉ thua 2 thôi. Thua 2 bởi vì là chúng ta build cái bộ cờ về giai đoạn cuối game hơi thòm chút xíu thôi, khi mà con Freya không kích lên được. Và trong lần này thì mở kích được cái chiêu cuối mệnh quý này 6 lần anh em ạ. Và để cho anh em thấy được rằng là 6 lần mà cứ tính maximum đi là chúng ta hack được tầm 7 vàng, đúng không ạ? Thì 6 x 7 là 42 vàng rồi. Một con số vàng có thể nói là cực kỳ nhiều luôn. Đó, ở trên đây có lẽ rằng là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn mang đến cho anh em về một cái chế độ đấu cờ Magic Chess với cả cái con Remy. Điểm tài năng của nó là điểm tài năng đổi máu lấy tiền. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và subscribe, đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em, bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn lại anh em. Bye bye.